lên 23 rồi, anh nhìn bạn. Ok nhỉ? Mọi người nhá, mọi người là lần được cái đồ gì để em quảng cáo hồi đầu. Mọi người ai yêu quý à? Anh đưa em bán được một mẫu nào đâu, để em bán rồi. Mọi người ơi, nó phải có cái tốc số ở trên này cơ thì nó mới mua được chứ. Đúng không? Không nó mua nó viết lên đây là hồi em nhắn tin em follow lại, em nhắn tin nó em đưa đến thì chán lắm. Chán quá. Đúng rồi. Nó phải em phải có cái họ hàng affiliate ở đây mà làm nhỏ bấm được lát không xem coi bé mua con về đây. Nhưng mà tôi để hôm khác à. Con đang còn ở đây. Đấy con đeo ở đây đi. Đúng rồi, bác bông này. Ông bông này, ông nhớ. Ông này, bác còn trẻ. Ông bác còn trẻ. Em mới là em cứ thích người ta gọi bằng anh luôn. Phòng chu không tan chết. Thế thôi kìa. Mày lên chuyện cái đồ này. Kêu anh. Chắc là vợ thì là chú Hải là anh Hải là còn các bạn của hai anh em một ông tổ khá quý cả sang hồ không nhau hai bạn hôm nay tôi cũng bảo là đấy luôn là chú Hải hôm nay luôn ra đấy mọi người ủng hộ hàng chú Hải đi cho tổ đổ mấy cho cái đồ đi anh tổ rồi đấy em là chị cá tổ rồi em không biết nói gì đâu em đúng như sau cả nhà mua hàng ủng hộ và hôm nay là lát nữa là luôn đến quán nick đây fan của luôn ai ở Hà Nội anh em là nhiều người chiều nay điện cho luôn rồi thì ký nhất tôi nó đến quán nick là mọi người đến đó ủng hộ rồi đến nó chơi giao lưu luôn. Ok nhá. Luôn là nhé. Không chiêu đãi được. Nếu mọi người đến khoảng 10 người ở số lần chiêu đãi hết. Không, nhưng trên 10 người là thôi mỗi người đón 10 đồng bia. Không, còn lại uống bia này em tự trả nhá. Đúng rồi. Chờ cho nó đến mấy trăm người thì em mời. Em mời với Hạ Long nó cho nó đến trăm mấy chục trăm. Làm em mất về đốt tiền người đánh nần. Có mời trên mạng ấy. Thế là nó đến trăm mấy chục đứa bên vị Hạ Long ấy. Luân này là hay làm từ thiện không? Thế là cậu với oai đi cậu Yên ơi. Có gì là hôm nay tao bao hết lễ tân với lại nhân viên luôn sẽ ba gì lớn nhất vị Hạ Long ấy. Có bao nhiêu lễ tân đưa đây tao kẹt bao cho mỗi đứa tờ. Tích cho mỗi đứa 500.000. Thì em nghĩ có khoảng 30 đứa thôi. Ai ngờ tiếp mà hơn 100 nữa nhân viên bên đấy tân với lại bà đi hơn 100 chị tí ơi anh biết đây để bác mình muốn đeo bằng kiếm không một lít tặng nữa luôn là vừa kia tiếp bên ba bên gì là long luôn mọi người chờ em mấy phút rồi em tư vấn cho nhá 100 nhân viên đúng rồi anh hiếu có người có người an ta luôn mà.